em nhà bà Dê nữa nha. Thì chào mừng chị em đã quay trở lại với kênh Về Về Official. Đó thì hôm nay bà Dê lại đứng tại đây tiếp tục một cái sắc màu cực kỳ là mới lạ, đó là màu trắng đó chị em. Thì mọi người có thể thấy là băng đô thiên thần màu trắng và nguyên một cái set bộ đồ màu trắng bên ơi như thế này, thì tất nhiên mình sẽ thực hiện thử thách màu trắng rồi đúng không ta. Thì trước đó là bà Dê có thực hiện thử thách màu đen nè, thì hôm nay nhiều bạn comment quá nhiều kêu là màu trắng không đi Dê, thì mình sẽ quyết định mình là màu trắng cho chị em xem luôn ha. Không biết là trong game Dance Together là màu trắng gồm những món đồ vật nào và những món ăn nào, thì mọi người cứ vào clip để bà Dê quay cho mọi người xem nè. Nhưng mà trước khi vào clip này, chị em nhớ là những liền cái nút đăng ký vào đã ủng hộ bà Dê nha mọi người ơi. Và bạn nào có chơi game Dance Together thì mọi ngày hãy vào thả cho tôi một cái trái tim bên đây nè. Thì mọi người thấy nhất tích xanh là biết là chính chủ rồi, khỏi bàn cãi khỏi sợ ba ke. Mọi người chỉ cần thấy cho tôi một cái trái tim bên ơi là ok lắm rồi. Còn bây giờ thì vô luôn chị ơi, chờ đợi chị nhờ. Nói em về, nói em về với buôn làng. Bởi vậy bà Dê cũng phải mặc nguyên một cái bộ đồ mà chim cánh cụt bên ơi luôn ha chị em của mình ơi. Đó thì hôm nay như bà Dê đã nói là mình sẽ thực hiện một cái clip, đó là sử dụng tất cả đồ màu trắng trong game Let's Together. Nên mình sẽ đi kèm bộ đồ màu trắng cho mọi người. Trước tiên thì tất nhiên mình nhìn thấy cái bộ chim cánh cụt cũng có trắng cũng có đen á, nhưng mà nếu mặc bộ này thì quá là bình thường. Nên bà Vê sẽ vào trong cái phần mà cửa hàng trang phục mình tìm kiếm một cái bộ đồ mà nó hợp tình sếp hôm nay ha. Thì sắp tới Noel thì cũng khá là lạnh, nên bà Vê nghĩ là mình phải nên mua một cái áo nào đó cho nó giữ ấm cơ thể. Đã rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu qua cái phần này. Đầu tiên á là bà Dê thấy có một cái tóc màu trắng mọi người, nhưng mà bà Dê nghĩ là tóc thôi, mình cứ giữ cái tóc bình thường của bà Dê hay đội luôn, cái tóc mà nó có hai cái chùm màu xanh dương đó, tại vì cái tóc đó phối cái bộ nào cũng hợp hết trơn. Bởi vậy mình giữ tóc lại, mình chỉ cần đổi là mình đổi đồ nè, mình đổi mắt kính nè, mình đổi quần nè, và mình đổi giày là được rồi ha. Đầu tiên thì bà Dê sẽ ghé qua phần áo để tìm kiếm xem có cái áo nào màu trắng mình thun tay áo, thun tay ngắn cao bồi hả mọi người ha. Cái áo này mặc vô là lạnh run rẩy luôn, thôi mình kiếm cái áo nào dài tay đi ha. Ở đây cũng khá là ý, có cái váy cưới chút phút nữa quy bộ đồ cô dâu luôn, nhưng mà mặc đồ cô dâu không có hợp với kịch xét hôm nay, mặc dù là màu trắng đó. Nên bà Dê quyết định là sẽ kiếm cái bộ khác. Ý, có cái áo len gấu đâu rồi cười, có nguyên một bé gấu màu nâu ở phía trước luôn. Đặc biệt á là cái áo này là áo dài tay giữ ấm cơ thể và màu trắng luôn nha. Và Dê quyết định là sẽ lấy cái áo này. Trị giá là 86 kim cương. Tiếp theo thì mình sẽ kiếm tới quần đi mọi người, đã quần hoặc váy gì đó. Ở đây là có một cái quần gắt jean gắt chợ, mà cái áo này mặc cái quần jean gắt vô nhìn nó chắc bớt gì đâu đúng mọi người. Hai bỏ qua mình kiếm cái váy đi ha. Rồi bây giờ bà Vân sẽ kéo xuống đây để kiếm cái váy. Ý, có cái váy đồng phục học sinh màu xám nè, mà khi mà kết hợp vô bà Vê thấy cũng ưng á nha, kiểu là hai cái màu này nó cưỡng anh sương sương trắng ngà đó mọi người. Rồi ok la, vậy thì mình sẽ lấy một cái váy đồng phục học sinh màu xám, giá là 2250 đồng. Tiếp theo này tới đồ giày đi mọi người, chứ không thể nào mà mình đeo cái đồ giày màu vàng khè được ha. Rồi bây giờ tới giày. Ui, vừa mới vô là thấy một cái đôi dép RC ấm áp bao bọc đôi chân rắn chắc của bạn suốt ngày dài. Ui, mà cái dép này á là bán chính vàng nha, mà hiện tại bà Dê cũng còn đúng chính vàng luôn. Đặc biệt là nó cần có màu trắng thì chứ hợp, nên mình sẽ mua luôn mọi người. Thế vậy là mình phối được áo nè, váy nè, giày nè, thiếu là thiếu mắt kính. Ồ đúng rồi, mắt kính màu đen không có được. Làm thử thách màu trắng thì mắt kính phải màu trắng luôn. Ở đây thì có cái mắt kính màn chập màu trắng, hơi cái mắt kính này che luôn cái mắt bà Dê rồi. Mình kêu mắt kính này cho cute hột me cho mọi người rồi. Ok là ý, có cái mắt kính 7 kim cương kính tròn trắng nè, phong cách siêu cute luôn, khá là hợp với lại đôi mắt của bà Dê đổ. Để bà Dê quyết định là sẽ lấy cái kính nha. Tiếp theo thì mình sẽ tới cái non đi mọi người, giống như là cái đầu trên đầu á, mình không thể nào mà đội nguyên một cái đầu bà chim cánh cụt được. Mà bà Vê nhớ hình như là hôm bữa bà Linh có tặng bà Vê cái cây cài người tuyết màu trắng á mọi người, để bà Vê đem ra cho mọi người xem nha. Vậy thì mình sẽ chốt trước 4 món này gồm một cái mắt kính màu trắng, một cái áo gấu, một cái váy và một đôi dép trị giá là 2250 tiền, 93 kim cương và 9 vàng cho chị em. Rồi mình mua nè. Úi, mình sẽ mặc trang phục mới luôn nha, hoàn thành mua hàng rồi. Mọi người thấy bà Vê trắng chưa? Trời ơi, đứng ngay trên cái chỗ tiếng này là trắng mình không thấy bà Vê đâu luôn. Như bà Vê đã nói là này, mình sẽ vô cái phần trang trí để mình lấy cái hôm bữa bà Linh tặng đây. Đây là mũ tuyết nhau rồi mọi người, nhìn khá là hợp tình xét luôn. Còn có nguyên cái người tuyết trên đầu mình màu trắng nữa. Cái này là bà Linh tặng lúc bà Vê được 1 triệu tiêu với chị em, quá là đã luôn. Hôm nay mình mới có dịp xài luôn á. Rồi ok, vậy thì bà Vê quyết định là sẽ phối nguyên một cái bộ đồ cứu tế hộ Vê này để mình đi chơi
thật thì thấy màu trắng thì mình sẽ trang trí cái gì đó màu trắng. Mọi người có nhìn thấy không? Ở đây là có một cái hồ cá màu trắng tuyết cùng với lại cái cầu trượt tuyết. Nhưng mà bà V cảm thấy là ở cái chỗ này nhìn chưa có tuyết với lại chưa có không khí Noel cho lắm. Nên mình sẽ trang trí thêm với chị em. Bữa bà V nhớ là lúc mà game cập nhật thì game có bán cho mình cái tấm thảm mà trị giá là tầm mấy ngàn tiền á. Nhưng mà mình có thể để lên và trang trí tuyết rất là ok luôn. Bây giờ mình sẽ vào cái phần cửa hàng nội thất nha, để bà về kiếm cái tấm thảm trước. Đây, bây giờ mình kéo qua đây. Ý đây nè, bên cái phần tấm thảm nó sẽ có cái thảm trồng tuyết. Ôi trơn quá nhỉ, trời ơi, cái tấm thảm này là một tấm thảm là 3.000. Bây giờ mình thử mua thử đi mọi người. Đó, mua liền hả? Thôi mình vô đây mình mình trang trí trước đi rồi mình mua sao. Nghĩa là mình xài chứ mình mua sao chị em. Rồi ok, la liền luôn. Bà V sẽ vượn qua cái phần mà thảm he. Mình lấy tấm thảm ra, đầu tiên lấy trước 3 tấm đi mọi người, để mình chân sương sương coi nó đẹp không he. Đây bây giờ bà V sẽ đẩy vô đây một tấm nè, rồi 2 tấm nè, rồi 3 tấm nè. Đó, 3 tấm thảm sương sương như thế này. Nhưng mà mình vẫn thấy thiếu bên kia, nên bà về để bà về mua hết nguyên một cái dàn trang trí, xong bà về sẽ cho mọi người xem nha. Rồi xong rồi chị em, vậy thì bà về đã trang trí được thêm mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 tấm thảm tuyết, để cho ngay cái khu này á mình nhìn như có một cái sự mình tràn ngập tuyết lạnh lẽo á ha. Rồi ok, thì giờ trị giá 6 tấm thảm tuyết này là 18.000 nha mọi người, nên bà về quyết định là sau khi trang trí xong mình sẽ xác nhận mình mua hàng luôn. Rồi quá đẹp luôn mọi người. Vậy thì hôm nay là một màu trắng tràn ngập nguyên một cái hồ cá tuyết của bà Dê luôn, quá là đẹp luôn ha. Ồ, bây giờ là bà Dê quyết định là sẽ mở thêm hộp dịch đó mọi người, tại vì bên cái phần cửa hàng cái hộp dịch là cái chủ đề hộp duy nhất á mà nó có màu trắng, mà đặc biệt là nó còn được kiểu như miễn phí nữa mọi người. Mỗi ngày á là mình sẽ được miễn phí 3 lần, mà này nó miễn phí chứ cũng không miễn phí lắm, tại vì mọi người phải kiểu là tái chế được những cái món đồ mà mình không xài, mình để mà mầm cây á thì mình có thể mở được hộp dịch ha. Thì những cái bộ đồ dịch dày dịch đầu dịch bà V mở hoài luôn mọi người. Bà V cần nhất đó là kim cương. Bây giờ hôm nay mình thử cái nhân phẩm của mình mở cho chị em xem. Đây, cái hộp dịch màu trắng luôn nha. Ôi vừa mới nói kim cương mở được 3 kim cương rồi mọi người, tiếp luôn. Bây giờ bà V sẽ mở thêm lần đó. Trời ơi, được tới 10 kim cương nữa. Xịn, được tới 13 kim cương da. Vậy là mình sẽ mở thêm cái được kim cương là thấy đỉnh cao của shop ạ. Được 50 tiền sao hết cũng được đi mọi người. Ok, la liền luôn. Vậy thì mình mở xong hộp dịch rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra ngoài la da để mình xem coi có cái món gì mà màu trắng mình mua cho chị em xem ha. Rồi, sau khi mà lấy tới la da thì mọi người có thể thấy là la da hiện tại là một buổi chiều khá là mưa đó mọi người. Đúng rồi, sao hôm nay tự nhiên cái tôi quay clip mà mưa giờ gì trời, không biết là có bị su cana gì không. Bây giờ thì đầu tiên mình sẽ ghé qua bên cái chỗ bán xe, mình mua một chiếc xe màu trắng cho mọi người. Mọi người nghĩ là bà Dê mua chiếc này đúng không? Nhưng mà không đâu, chiếc này mắc lắm. Chiếc này là tới 10 mấy triệu rồi đó chị em ha. Nên bà Dê không có mua, mình không có tiền. Và vậy mình sẽ mua chiếc nào mà nó sương sương thôi, tại vì bà Dê là một cô bé nghèo khổ nên mình phải mua chiếc xe nào mà nó vừa tầm với mình đó mọi người. Rồi ok, la liền luôn ha. Thì ở đây là mọi người có thể bước vô đây và chào cái anh cái anh gì ta, anh bán xe đó. Rồi anh này tên là Maria. Ủa, tên giống gái vậy trời hả kệ. Anh bán xe đẹp rồi được hả mọi người. Ở đây là có một chiếc xe màu đen hôm bữa bà Dê mua rồi nè. Tất nhiên là mình phải ghé qua đây mình mua một chiếc xe máy đúng không? Tại vì chiếc xe máy này là nguyên một cái set mà làm màu của bà Dê, là bà Dê mua mỗi màu một chiếc đó bà chị em. Rồi bữa mình mua vàng rồi nè, mua xanh dương rồi nè, mình mua màu xám mình chưa mua. Ý, chiếc xe màu trắng đó mọi người. Mà chiếc xe màu trắng thì nó sẽ không bán bằng tiền mà nó sẽ bán bằng kim cương, đó là 54 kim cương. Mà chiếc xe màu trắng này đẹp thiệt, đẹp quá mọi người. Hay mua luôn mọi người, mua luôn. Trời ơi, 54 kim cương của tôi đau lòng chị bé quá. Thôi kệ, mua cho chị em là chơi tới luôn nha chị em. Đó, vậy là mình có được thêm một chiếc xe máy màu trắng, một chiếc xe nhỏ và cực kỳ dễ thương luôn. Rồi ok, la liền luôn ha. Bây giờ mình có chiếc xe xong rồi, mình sẽ lo chiếc xe ra mình đi mọi người. Trời ơi, cái mà sửa mà lẹ như vậy. Ô là trời, đó, tự nhiên cái nghe tên sửa thấy rất là hợp với cái concept trắng của bà Dê luôn nha mọi người. Đó, sửa là màu trắng đúng không? Đó, thấy bà Dê trắng mất coi chưa, là điểu chưa, quá là xịn xò luôn. Bây giờ mình sẽ lỡ ra ngoài la da tiếp tục để mình mua những cái món đồ ăn màu trắng nha. Rồi, hồi nãy thì mình có chiếc xe máy màu trắng, bởi vậy mình sẽ lỡ xe máy đi ra mọi người. Ủa, nhưng mà bà Dê nhớ là chiếc xe máy này là nó có đèn vào lúc buổi tối mà ta, sao bây giờ nó lại không có đèn vậy ta? À, hay là trời đang mưa nên trời âm u vậy thôi. Trời, có sấm sét luôn kìa trời.
trời âm u vậy thôi, chứ thật ra là trời đang sáng đó chị em rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lớn ra ngoài cái cô bán kem, tại vì bữa bà Dê nhớ là bên cái chỗ cô bán kem có bán kem màu trắng đó chị em. Đó, bây giờ mình sẽ lớn qua cô bán kem nè. Rồi sẽ mình mua kem. Cho con mua kem đi coi ấm nha. Bạn có muốn kem không? Đó chỉ là có rồi. Ở đây là có kem gì nè. Bữa kem sô-cô-la mình mua màu đen rồi. Bây giờ mình sẽ mua tới kem vani màu trắng nha mọi người. Chỗ kem vani này á là có thêm cốm ở trên nữa, rất là ngon luôn. Mà giá chỉ có 15.000 thôi đó. 15 tiền mọi người. Rồi, ý, bên đây có một cái kem trộn vị nữa, cũng màu trắng luôn, nhưng mà phía trên nó có rải thêm một tí xíu sốt sô cô la nữa, nhìn cũng khá là ngon luôn. Và Gia quyết định là sẽ mua, tại vì màu trắng là mình cứ mua đi mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái kem ra mình ăn cho chị em ý. Bây giờ mình sẽ cầm cái trái cái gì. Chưa gì hết trơn á hả, mà cầm cái kem giật kiểu này, không biết cái kem có ba đồ cái gì em. Thôi mình đi xuống mình ăn cái kem. Trời đất ơi, ngon quá mọi người ạ. Trời ơi, mình leo liền luôn. Trời má nó, đừng có thúi giờ này coi, tự nhiên cái giờ này bị thúi à mọi người. Cái mắt mình phải dẫn đi tắm thôi, nhưng mà nè, về quyết định là sẽ vô siêu thị chứ sẽ không dẫn mình đi tắm đâu. Mình đợi xíu nha, bây giờ mình sẽ lấy cho siêu thị để mình kiếm coi có cái món đồ ăn nào màu trắng nữa không ta. Mình lết vô nè. Đó, trời đất ơi, Mon vẫn đang rất là thúi luôn, nó bị thấy là ổng nào bên đâu nó mất cười luôn. Rồi, bây giờ màu trắng ấy thì mình sẽ qua bên cái phần Daiwi thử xem coi có cái gì màu trắng không. Ở đây thì có trứng chiên, mà trứng chiên bữa mình mua cái đậu màu vàng rồi mọi người. Ui, có cái kem tươi màu trắng nè. Cái kem tươi này á là mọi người có thể sử dụng để làm cho món ăn vừa mềm vừa ngọt hơn. Và Giang quyết định là sẽ mua luôn 11 phần kem tươi. Trời đất ơi, quá trời luôn. Quá trời luôn nè mọi người. Rồi, mình có kem tươi xong rồi, mình sẽ qua cái phần riêng là cái phần nước uống á. Bên đây thì có nước giải khát là nước suối. Nước suối thì mặc dù cái chai nó màu xanh dương, nhưng mà chắc là ở phía trong thì nước nó màu trắng đó. Thôi mình cứ mua đi ha mọi người. Mình cứ mua đi để cho mình có cái thử thách màu trắng siêu xịn sò ngày hôm nay. Rồi qua tới đây là đậu vani. Nhưng mà cái màu này hình như là không phải màu trắng mọi người ơi, mà kiểu là màu nâu nâu á chị em. Rồi bên đây xin nắp và Dê nhớ là không có màu trắng, coffee cũng không có màu trắng luôn. Qua bên chú bán thịt. Chú bán thịt có cái thịt nào màu trắng không chú bán thịt? Ui, ở đây là có thịt gà nha mọi người, nhưng mà thịt gà kiểu như là cái màu da da ý, nhưng mà thịt gà tây á là màu trắng trắng da da nha. Bà Vê thấy cũng khá là ok la, nên bà Vê quyết định là sẽ mua một phần gà tây nè. Rồi một phần gà tây xong rồi, bà Vê sẽ ghé qua bên cái phần bán mấy cái đồ ăn mà kiểu đồ ăn no mọi người. Đồ ăn no thì mình cũng không có màu trắng luôn rồi, như trái cây cũng không có màu trắng luôn á chị em. Ôi vậy thì ở đây là hôm nay màu trắng mình mua được kem tươi với lại nước suối nè, chứ không có cái gì màu trắng nữa. Nếu bà Gia quyết là sẽ lối ra ngoài đây để mình tìm tiếp. Ôi là la, ôi lô lô, bây giờ mình sẽ lát vào căn binh để coi có cái gì màu trắng để mình mua nó không nha chị em nhà mình ơi. Rồi ok, la liền luôn. Bây giờ bà Gia lệch vô nè mọi người, đã thì ghê không. Trời đất ơi, biết trời còn đang mưa ý trời hết mưa nè chị em. Ủi, có cái bạn này cái gì mà đen dữ vậy trời. Ôi, tôi nhìn bà một cái là tôi hú hồn chim én liền luôn đó mọi người. Thấy ghê quá bà ơi bà. Ý mọi người, bên đây có mấy cái chỗ nè bằng cây nấm á, mấy cái chỗ mà để mình nhảy lên màu trắng luôn nè. Rồi dễ thương quá mọi người. À, quả là xịn sò chim én đà điểu các kiểu luôn, quả là ngon luôn á chị em. Hôm nay công nhận là cái bộ đồ này á màu trắng khá là ưng luôn ha, mà còn cute nữa chứ. Ý cái chữ camping màu trắng nha mọi người. Đẹp quá ha. Để coi bên cái trong đây có cái món đồ gì màu trắng không. Ê, có cái gà màu trắng đó mọi người. À, mình ngồi ké một cái. Màu trắng xinh xịn luôn á chị em ơi. Ở đây là có rất là nhiều. Đây là cái màn để mình bọc cái gì ta. Cái màn đó mình... Ý trời, tự nhiên làm hết hồn vậy trời. Nguyên một cái sấm sét làm hú hồn chim én tôi liền luôn. Ý, qua đây mình mua kẹo đi mọi người. Bên đây là có cái cô bán kẹo mềm cực kỳ cute luôn. Đây là Miu tan chảy à. Ý cái cô này tóc trắng luôn nè chị em, dễ thương quá à. Mà mấy cây kẹo này cũng màu trắng nữa, nhìn khá là ngon luôn. Mọi người có thể thấy mấy cây kẹo này nè. Trời đất ơi, nhìn ngon quá à. Không biết đó là có màu trắng trong đây không ha. Bạn có phải kẹo dẻo Zabalog á. Cái kẹo mà mình ăn mà nó mềm mềm dẻo dẻo đó mọi người. Ý, ở đây nó có bán nha, nhưng mà nó có màu vàng, màu xanh, màu hồng, màu trắng luôn. Thôi kệ, có màu trắng là được. Mình ăn cục màu trắng thôi cũng được. Rồi ok, la liền luôn. Vậy thì sau khi bà Dê đã mua được cái kẹo rồi, bà Dê sẽ lấy cái kẹo ra bà Dê ăn. Ngon quá, nhâm. Trời ơi, mà le mọi người ơi. Thôi kẹo mình ăn ngon là á. Trời đất ơi, Vê ơi, Vê ơi. Ui, trời tự nhiên cái trận cái bà Vê vậy mọi người. Dễ thương quá nè. Ôi, nãy giờ tôi mới để ý ông này luôn á trời. Sao khóc vậy? Sao khóc vậy? Trời, tự nhiên cái khóc à. Hai đừng khóc nha, thương nha. Hai, hôm nay bà Giang cũng đã thực hiện xong cái thử thách màu trắng rồi. Nếu mà chị em có thích clip này á, là mọi người hãy tặng liền cho bà Giang một cái nút đăng ký
là trời cũng sắp tối rồi nè, với là trời mưa khá là to luôn, nên bà Gia sẽ về nhà để ngủ sương sương nữa à. Trời ơi, dạo này trời lạnh quá đó mọi người, nên mình phải mặc áo ấm vào nha. Rồi, còn bây giờ thì bye bye tất cả chị em luôn nha, và hẹn chị em của bà Gia clip tiếp theo nè.